Ta thử loa JBL L45 Play. Củ loa là mang nguyên bản từ Nhật về, nguyên bản từ sản xuất từ bên Mỹ luôn. Từ con ốc, con vít, tất cả các nốt hoa thị. Cháu đang thử cái loa thì ông ngồi vào trong, ông ngồi vào trong đấy, cháu đang thử cái một chút thôi. Con này đừng đập, đập loa là bê đập nước đây. Đang thử đi. Giải chậm và đánh rất là sâu. Loa JBL L45 Play. Nó đang kết nối với một thiết bị điện thoại qua Bluetooth, không có một cái thiết bị để hỗ trợ, không có đầu giải mã, không có gì hết. Tên loa là đang đặt đóng tại Việt Nam luôn, giấy gỗ, dày gỗ ván dăm là dày 25mm, phủ gỗ làng, gỗ đỏ rất là đẹp, rất đẹp luôn, gỗ đỏ rất đẹp. Kích thước chuẩn là 75 x 55 x 47. Cái gỗ ván dăm dày 25mm chắc chắn. Một cái thùng này nặng khoảng 45 đến 47 kg. Chưa cân thử đâu nhưng mà mình đoán nó tầm đấy. Nên tất cả các góc cạnh làm rất đẹp luôn, rất tỉ mỉ, rất cẩn thận. Đang quay trên thiết bị điện thoại iPhone 6 mà không có thiết bị hỗ trợ. Là 45 cây, một cái bát 38 cm, 15 inch, 38 cm, là một loa chung và một loa chét. Loa chung là 13 cm và loa chét là 8 cm. Cả là từ hiện tại là đang gấp gấp cái đời này, đang là phụ từ là Emiko. Thank you.
Hãy subscribe.